Hello em, xin chào em đã quay trở lại với kênh King Studio. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với zoom cận cảnh chiếc iPhone SE 3 giá rẻ của nhà Apple, lột xác với tai thỏ ở mặt trắc cũng như là khung viền lên lạc và rất là nhiều màu sắc tươi tắn dành cho anh em luôn. Và trước khi vào video thì hãy cho tôi xin một like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Nhiều người tin tiết lộ rằng Apple sẽ cho ra mắt iPhone SE 3 tại sự kiện thường niên diễn ra vào giữa tháng 3 kể từ iPhone SE 2020. iPhone đã rất kỳ vọng vào sự lột xác của phiên bản lần này. Mới đây thì thiết kế của iPhone SE 3 vừa được tiết lộ rõ nét qua một video concept mới. Thì thông tin chính thức từ trang TechBook đã đăng tải một video cận cảnh về ngoại hình của chiếc SE 3. Thiết bị được tạo cảm tình rất là nhiều với màu sắc tươi trẻ, gồm có đỏ vàng, vàng hồng, xanh dương, xanh navy, xanh min. Ở mặt trước thì iPhone SE 3 đã hoàn toàn lột xác với màn hình tai thọ. Theo cảm nhận của mình, dường như phần nút tai thọ này đã bé lại giống như dòng iPhone 13 series năm nay. Viền màn hình cũng đã mỏng hơn hẳn, đặc biệt thiết kế đã bỏ đi nút home vật lý trên phiên bản tiền nhiệm. Viền của iPhone SE 3 được thiết kế liền lạc, mặt lưng có một camera với ống kính khá là lớn, sắp xếp gần giống với iPhone XR. Video tiết lộ về thông số kỹ thuật của máy, tuy nhiên những rò rỉ gần đây cũng cho biết iPhone SE 3 sẽ có nhiều nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng hơn. Và chung cụ thể thì cho thấy rằng máy đã đi kèm với vi xử lý Apple A15 Bionic. Con chip hiện nay đang được trang bị trên dòng iPhone 13 mới nhất của Apple. iPhone SE 3 sẽ có màn hình 4,7 inch với tấm nền IPS LCD. Camera selfie là 7 megapixel, mặt lưng của máy làm từ kính hỗ trợ công nghệ sạc không dây và có hỗ trợ camera chính 12 megapixel. Phía trên video này chỉ là dự đoán về thiết kế và cấu hình của iPhone SE 3. Chi tiết thì chúng ta vẫn sẽ phải đợi thiết bị ra mắt nhé. Thì trong khi thời gian chờ đợi thì các bạn có thể khảo sát dòng iPhone SE 2020 trên Savonet. Và cảm ơn các bạn đã xem video và hãy cho tôi xin like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.